Chân cổng ở nơi này nha. Chỗ này là thuộc thì cái đập này là cái đập Chánh Lý này. Chỗ này thấy cũng khá là đẹp á. Mình quyết định mình ở nơi này để sinh tồn một ngày nha. Anh em nó mắc thì mình rảnh hồi nào thì mình đi sinh tồn đồ cho mọi người xem nha, cho nó có video đều cho các bạn xem. Đó. Thì chắc mình xuống ngay chỗ cái góc mình thấy ngay chỗ góc ở dưới cái cây dưới này nè. Dưới chỗ đó mình coi thử có thể là mình cắm được cái trại dưới chỗ đó không. Mình đi vòng này đỡ mình kiếm thức ăn nha. Mình có tìm được cái chỗ này đó, mình dựng cái liều lên nha. Thì chỗ này nó có cái tảng né nè. Chỗ này nó có cái tảng né rất là bự nè, có thể là mình ngủ ở trên này vẫn được nè. Lều của mình cũng đã làm xong, mình làm đơn giản vậy thôi, nhanh gọn lẹ nhưng mà cũng rất là ấm cúng nha. Đó. Bây giờ mình sẽ đi đảo một vòng ở cái khu này, coi thử cái có cái chỗ nào mà đỡ mình thẻ cái tay lưới xuống đỡ mình tìm ít cá nha. Bây giờ chắc mình sẽ thả cái tay lưới ở nơi này. Đó. Chỗ này nước nó chảy cũng ít xiết nên mình thả lưới được. Chứ cái chỗ mà nước nó chảy mạnh quá thì lưới nó sẽ trôi. Đã thả thông xong cái tay lưới rồi nha. Hy vọng là tay lưới của mình là nó sẽ có ké để dùng trong ngày đây nha. Bây giờ mình sẽ đảo lên cái khu ở trên kia. Khu ở trên kia là nước rất là lớn. Mình lên trên mình sẽ nhân câu.
thành vé của mình hồi sáng giờ này đó, được mấy em ké rô với hai em ké bóng nhỏ nhỏ với hai em ké ké chốt. Cái chốt này hồi nãy là mình câu được này, câu được hai cái chốt. Còn mấy con ké này thì nó dính lưới nè, mình gỡ hai lần lưới là được bao nhiêu ké đây. Bây giờ cũng chưa qué giờ, thôi bây giờ mình sẽ nấu cơm ăn bữa trưa, đói bụng quá mọi người ơi. Mời bà anh cơm trưa cùng mình nha. À, hơi quế giờ, đói bụng quá. Cá rô nướng. Mình ra ngoài này anh nhìn nó cũng ngon hả? Nhìn anh con nó ít ngon hơn đi ra ngoài xanh bách đồ già này. Đói bụng. Cái đồ suối này nó béo. Con cá chốt rồi, mình nướng nó teo lại còn chút xíu à.
mong mình câu nữa không có. Mình xuống mình vô hai mì lưới được cái cá rô với hai con cá bóng, hai con cá bóng chút xíu. Vâng, no các bạn. Giờ chắc mình phải lên xíu rồi. Xíu nữa mình lên ở trên cái đèo, ở trên chỗ cái đập kia mình kiếm cái gì đó tối mình ăn nha. Wow, đã. Mình đem theo cho anh được suối này đỡ mình nấu cơm cho anh sạch, với mình làm đồ ăn á, sẵn mình uống luôn. Tại vì nước sông này nó không được sạch á. Giờ chắc là mình nghỉ lưng tại nơi này xíu. Cái tảng đá này mát lắm. Tảng đá này nó rất là sạch nè. Nước mưa xuống nó rất là sạch. Cần bị bự mà dính con ké chút tiểu rồi các bạn. Chỉ cần bự mình giục ra xe mà dính con ké chốt. Ké này mình gỡ cẩn thận là nó bị dính vô tay. Đi chỗ này coi thử có ốc không, mình kiếm đi cho ốc ấy. Thường thường là mấy cái chỗ đé này là hay có ốc đé lắm. Gần bên cái đập nó chảy nước chảy mạnh vô quá. Sớm giờ mình quần quần lên cái khu trên đó mà không có cái gì đó mình kiếm về đêm hết. Giờ mình xuống mình thu tay lưới nha, có được con nào mình ăn tối. Tay lưới mình cũng đã thu xong được ít ké nhỏ nhỏ không à.
chiều nay thì mình lên ở trên khu trên kia mình hái ít lá giang, rồi làm một cái nồi canh lá giang để mà dùng buổi tối nha. Mời các bạn ăn tối cùng mình nha. Giờ trời nó cũng đã sắp tối rồi. Thì mình nấu cái nồi canh chua lá giang với mấy con ké hồi nãy mình vớ lưới lên nữa, được cũng ít con nhỏ nhỏ. Tối nay mình dùng cái bữa tối canh chua lá giang nha. Cá sông này được tóm cái thì nó thịt nó rất ngọt. Trời nó cũng đã sắp tối không? Chắc mình ăn xong rồi mình cũng hết mình ngủ luôn á. Tại ngày nay mình cũng hơi mệt rồi. Và lại ban đêm mình cũng đâu có được cái gì đâu. Tại vì cái khu này bắt ban đêm cũng không có cái gì đó mà mình bắt hết. Ngủ trên này cái tảng đá này nó mỏi lắm đó các bạn, nó hình như đá nó cứng hay sao á, nó rất là mỏi. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha, chào các bạn nha, mình dở liều mình đi về nha.